thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác đường tình đối ta xin chào anh em nhá. Quay trở lại video rồi. Tối ở đây thì bên em đang có mặt tại Hà Nội. Set up một cấu hình vào cái âm thanh đẳng cấp cho anh Quyết. Anh Quyết trước là mua sở hữu những sản phẩm cũ rồi. Ngày nay bên em lên nâng cấp cho anh một con súp Mỹ với vang số và tổ máy. Anh hát bài nữa đây. Nhà của sếp tổng quá đẹp và quá rộng rồi. Phòng này thì chắc nó phải rộng ngoài 40 mét vuông anh Quyết nhỉ? 3 mét nhỉ? 3 mét thì anh sở hữu một cặp Motivity và một cặp BB. Cũng như bên em yêu phối hợp cho anh thêm một con súp Mỹ 118 full thực xốp luôn. Và hệ thống thì dùng một con đẩy 4 kênh cũng của hãng Moti này. Sẽ đánh 2 kênh. Tất nhiên là được, sau đây AB là một vài video là đánh cho full, còn kênh C là đánh center. Sẽ điều qua. Và kênh D là đánh cho súp. Động hệ thống này. Đang chỉnh cho anh ngon lành. Động vang số nó đẳng cấp hơn. Đáp con vang cơ này ra. Vang cơ bỏ à. Rồi vang số. Bỏ lại khá hay đẳng cấp luôn, còn súp và ống ánh dày dặn luôn. Xin lưu giữ chút hình ảnh của ông anh. Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ bóng tre quê hè. 50 chai rồi. Những lá gió xe. Đại gia đấy. Lòng tôi vui nao nao. Con đường xưa còn đó mà người xưa có tiếng mic ở hay luôn. Hay đã theo chồng về nơi xa thân xa, anh muốn lắm một lần cho lòng vơi 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 qua qua đẳng cấp còn hơn nè. Em yêu cũng rất mong muốn là sẽ được đi lắp đặt set up tận nhà cho anh em để làm sao cho bộ cao kê của anh em hay nhất và bố trí sao tuyệt vời nhất. Đã qua, đừng nên kéo dài thêm. Cảm ơn anh Quyết nhờ. Tôi cho anh xin được nói câu ta lòng. Đời riêng anh đây đã một lần bước lộ. Em trách chi em, tiếc đời bao lầm lỡ. Em vẫn quả những cục súp GX118S này nhá. Tôi vô quên chuyện buồn. Mua thì bên này bên em nhá. Ngày xưa biết nói sao cho vừa. Chuyện tình như nắng như mưa.